Thưa quý khán giả, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước sang giai đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi cần phải có sự chung tay tiếp sức của toàn dân và sự hợp tác của nhiều nước trên thế giới. Thiệt hại về nhân mạng do dịch bệnh là quá lớn, trong khi kinh tế bỏ ra cũng không hề nhỏ. Nhưng mỗi ngày, thế giới lại ghi nhận những kỷ lục buồn. Tính đến 20 giờ tối qua, cả nước có 645 người nghi nhiễm COVID-19 đang cách ly tại bệnh viện, cao nhất trong một ngày kể từ đầu đại dịch. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 khẳng định, Việt Nam tăng cường tốc độ ứng phó do tình hình COVID-19 trên thế giới đang xấu đi rất nhanh. Ngay sau khi thông tin 113 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam, Bộ Y tế ban hành quyết định về việc ban hành hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19, kèm theo danh sách 22 phòng xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19. Ngoài các phòng xét nghiệm ở tuyến y tế trung ương, còn có các trung tâm kiểm soát bệnh tật của 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới gây dịch bệnh COVID-19, cơ sở xét nghiệm thông báo kết quả cho Ban chỉ đạo địa phương và báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính, cơ sở xét nghiệm thông báo kết quả xét nghiệm cho đơn vị gửi mẫu. Tạm thời đang kiểm soát tốt là đánh giá của các chuyên gia y tế trong và ngoài nước. Việt Nam đã dự trù các phương án. Thời điểm này, số ca mắc ở nước ta chủ yếu đến từ các chuyến bay ở nước ngoài về. Những ca dưới mặt đất lây cho nhau đang được khống chế tốt. Đó là thực tế rất tích cực. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang sang giai đoạn khó khăn nhất. Bộ Y tế kêu gọi toàn bộ lực lượng ngành y dốc sức tham gia cuộc chiến mà chưa biết bao giờ thì mới kết thúc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, toàn ngành chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, đảm bảo phản ứng nhanh, hành động đúng. Các đơn vị thuộc khối dự phòng chủ động điều tra dịch tễ, bám sát địa bàn để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, phát hiện các trường hợp nghi ngờ do tiếp xúc gần, tiến hành giám sát, khoanh vùng gọn và dập dịch kịp thời, tập hợp các lực lượng, thành lập các đội phản ứng nhanh trong công tác phòng chống dịch. Chống COVID-19 đang ở giai đoạn khó khăn nhất, không chỉ phòng virus từ bên ngoài xâm nhập mà còn ngăn chặn lây lan từ bên trong. Trong đó, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đặc biệt lưu ý đến người lớn tuổi có bệnh nền. Thực hiện việc ra từng ngõ, gõ từng nhà, ưu tiên lập hồ sơ sức khỏe cho người lớn tuổi, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính tại nhà ít nhất trong 2 tháng, thay vì chỉ 1 tháng như trước đây, và theo dõi sức khỏe thường xuyên cho bệnh nhân cao tuổi. Các bệnh viện lên kế hoạch dự trù, dự trữ thuốc điều trị bệnh mãn tính, đảm bảo cung ứng đủ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ưu tiên thực hiện kê khai y tế điện tử trên thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng thông qua ứng dụng nCoV tải từ Google Play hoặc App Store cho người bệnh, người cao tuổi, bên cạnh thống kê và lập danh sách quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác. Đồng thời, thông báo rộng rãi số điện thoại của cán bộ y tế, dân số trên địa bàn xã để người dân cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe người dân, đặc biệt người cao tuổi, người mắc các bệnh không lây nhiễm, thực hiện dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho các đối tượng người cao tuổi theo các hướng dẫn. Từ ngày 22 tháng 3, Hải Phòng chính thức triển khai vận hành máy sinh học phân tử Real-Time PCR tự động phục vụ xét nghiệm xác định virus gây bệnh COVID-19. Khi có kết quả, Trung tâm Y tế dự phòng sẽ chuyển sang Y tế để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với một số mẫu nghi ngờ, Trung tâm tiếp tục chuyển Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả đối chiếu để đưa ra kết luận cuối cùng. Đây là thiết bị thương hiệu của Đức được sản xuất tại Malaysia. Mỗi ca máy chạy trong vòng 6 giờ cho kết quả tối đa 93 mẫu. Mỗi ngày chạy tối đa 3 ca cho kết quả gần 280 mẫu. Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào vận hành buồng khử khuẩn toàn thân tự động đặt ở ngay lối vào duy nhất của Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tất cả bệnh nhân, thân nhân đều phải dành 30 giây để bước qua buồng khử khuẩn đặc biệt này. Với cơ chế phun sương, phun siêu âm nhờ cảm biến tự động, chỉ cần đứng yên là toàn bộ bề mặt thân thể đã được khử khuẩn mà không bị ướt,
các nhân viên y tế cũng phải thực hiện quy trình này trước khi vào phòng khám. Bên cạnh những quy định vệ sinh phòng dịch đã được duy trì liên tục trong suốt những ngày qua, đây chính là cách để bảo vệ trước dịch bệnh. Đầu tư 30 triệu đồng cho buồng khử khuẩn tự động. Tuy nhiên, xác định đây chỉ là biện pháp khử khuẩn bề mặt, trong khi virus ủ bệnh lại ở trong họng và mũi. Vì vậy, Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khuyến cáo không được chủ quan. Mùa Phật đản hàng năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 âm lịch, nhưng năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản đề nghị giáo hội các tỉnh, thành phố không tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng, không dựng lễ đài tập trung, rước xe qua và các hình thức tập trung đông người khác trong dịp Phật đản 2020. Quyết định được đưa ra dựa trên việc Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã chính thức thông báo không tổ chức đại lễ Vesak năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thay vì cử hành đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích các nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các cơ sở tu viện và tại gia mà không tập trung quá đông người tham dự. Giáo hội quán triệt các địa phương chỉ tổ chức đại lễ sau khi có công bố hết dịch của chính phủ và được sự xem xét của giáo hội. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao đã liên tục cập nhật thông tin và đưa ra các khuyến cáo công dân Việt Nam về việc đi lại, đặc biệt là lưu ý công dân cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không, đảm bảo có đủ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi, đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có. Trường hợp không có đầy đủ giấy tờ cần thiết, có thể bị phía nước ngoài từ chối cho quá cảnh hoặc xuất nhập cảnh. Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự là 84981848484. Tại Hàn Quốc, nhằm kiểm soát tốt hơn các trường hợp nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, từ hôm nay, Hàn Quốc yêu cầu tất cả những người nhập cảnh từ châu Âu phải xét nghiệm Covid-19 và tự cách ly trong vòng 2 tuần, kể cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính. Những người có triệu chứng nhiễm bệnh sẽ được xét nghiệm tại các cơ sở y tế kiểm dịch riêng biệt. Còn những người không có triệu chứng sẽ được gửi đến các phòng chờ tạm thời để xét nghiệm tại các cơ sở gần thành phố Seoul. Sau đó, những người dương tính với virus sẽ được đưa đến điều trị tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế. Còn những trường hợp âm tính khác đã đến Hàn Quốc ở lâu dài từ trước sẽ được các cơ quan y tế yêu cầu tự cách ly tại nhà trong 2 tuần. Romania, quốc gia châu Âu có hàng ngàn lao động Việt Nam đang làm việc, nhưng đa số không biết ngôn ngữ nước sở tại. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một tờ báo tự do của Romania đã đăng một bài viết bằng tiếng Việt với nhan đề "Làm sao để người lao động Việt Nam tự bảo vệ bản thân khỏi dịch Covid-19? Bài báo đề cập tình trạng lây lan dịch tại Romania cũng như cách thức phòng tránh dịch như rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, dung dịch rửa tay có chứa cồn 70% hoặc sử dụng trực tiếp cồn y tế. Bài báo cũng khuyến khích mọi người đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó là số điện thoại, các đường dây nóng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Bài báo cũng lưu ý mọi người luôn giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trong thời gian Tổng thống Romania ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày vì các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày vẫn được cung cấp đầy đủ và không lên giá. Đối với người nhiễm bệnh sẽ được điều trị miễn phí dù có hay không có bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, hàng tháng nay, chúng ta được Bộ Y tế khuyến cáo phải luôn ghi nhớ là đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và thường xuyên rửa tay. Lý do rất đơn giản, đó là vì virus corona có trong các giọt bắn từ hầu họng người mang mầm bệnh sẽ lây trực tiếp cho chúng ta khi giao tiếp, hoặc khi các giọt dịch tiết đó dính lên các bề mặt xung quanh rồi tay chúng ta chạm vào, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Vậy thì virus corona sống được bao lâu trong không khí và trên các bề mặt? Các nhà khoa học thuộc các trường đại học Mỹ đã hợp tác nghiên cứu và đưa ra kết quả có lẽ là không ai mong đợi. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu khả năng sống sót của virus này trên các bề mặt khác nhau và trong không khí. Và kết luận, không lấy gì làm đáng mừng lắm. Virus corona mới có thể tồn tại nhiều giờ đến nhiều ngày bên ngoài cơ thể con người. Và chính vì thế, việc rửa tay và khử trùng các bề mặt là điều tối cần thiết để chống lại căn bệnh. Ngoài ra, vì virus có thể sống tới 3 giờ trong không khí, bạn nên tránh đến gần mọi người
cho đến khi nào tình hình lây lan bệnh dịch được kiểm soát. Nghiên cứu mới này vừa được công bố trên tạp chí y khoa New England. Các nhà nghiên cứu đã so sánh virus gây COVID-19 với các chủng virus corona trước đây trong 5 điều kiện môi trường, bao gồm không khí, nhựa, thép không gỉ, đồng và bìa. Kết quả, virus corona chủng mới có thể tồn tại trong không khí 3 giờ đồng hồ, nhựa lên đến 3 ngày, thép không gỉ lên đến 3 ngày, đồng lên đến 4 giờ, bìa lên đến 1 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự lây nhiễm virus corona chủng mới qua không khí và qua đồ vật trung gian là có lý, vì virus này có thể tồn tại và lây lan trong không khí trong nhiều giờ và trên các bề mặt trong vài ngày. Nói cách khác, rửa tay thường xuyên và luôn nhớ không sờ tay lên mặt, khử trùng các bề mặt hay tiếp xúc và giữ khoảng cách trong giao tiếp hàng ngày. Ai cũng có lúc cần mua các dịch vụ thiết yếu, nghĩa là bạn sẽ phải đi ra cửa hàng hoặc mua qua mạng. Dù bằng cách nào thì bạn vẫn nên thường xuyên làm sạch tay, hạn chế tiếp xúc với người khác, khử trùng bất cứ đồ vật nào bạn mua ngay khi bạn đưa chúng vào nhà. Nếu các cửa hàng cũng có ý thức về vệ sinh hàng hóa thì nguy cơ lây nhiễm của các mặt hàng cũng được giảm bớt. Qua nhiều nghiên cứu, virus lây qua không khí khi chúng ta tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh và thông qua các đồ vật trung gian bị nhiễm virus là hoàn toàn có lý. Do đó, thường xuyên rửa tay và vệ sinh các bề mặt đồ vật là việc tối cần thiết để phòng bệnh lây lan. Một nghiên cứu mới về virus SARS-CoV-2 đã so sánh bộ gen của virus corona chủng mới gây ra bệnh dịch COVID-19 với 7 virus corona khác được biết tới là có khả năng lây nhiễm sang con người. Trong đó, SARS, MERS, SARS-CoV-2 là những loại virus có thể gây nên các bệnh nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra hai khả năng về nguồn gốc của chủng virus này. Với trường hợp của virus SARS-CoV-2, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể dơi đã truyền virus sang một loài động vật trung gian khác, có thể là TT, và sau đó lây nhiễm sang con người. Trong khả năng này, các đặc điểm gen đã khiến virus corona chủng mới có khả năng lây nhiễm vào tế bào con người hiệu quả hơn. Ở một kịch bản khác, TT có thể đã vừa truyền virus trực tiếp hoặc gián tiếp sang con người. Sau đó khi vào trong con người, virus sẽ tiếp tục tiến hóa để dễ dàng xâm nhập vào tế bào của chúng ta. Khi phát triển đến khả năng đó, virus corona này có khả năng lây nhiễm từ người sang người mạnh mẽ hơn. Việc nghiên cứu tất cả những đặc điểm này có thể giúp các nhà khoa học dự đoán được tương lai của dịch bệnh COVID-19 và nguy cơ về những đợt bùng phát tiếp theo trong tương lai. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyên đề ngày hôm nay của Trình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.